chào cả nhà nhá. Hôm nay bố mẹ của Cam Ninh đi mua xe Mazda nhá. Mình đang chẳng có siêu xe Mazda 3 luôn. Mazda 3 phiên bản đặc biệt luôn. Xe mình chắc chắn là dư họ đang đi bỏ bật điện hoặc là làm gì đấy. Ở gần sân bay Vinh luôn. Xe tao vào đi nào. Đi xe bỏ dừng xe con bàn đi. Đây là các nhân viên của Mazda đây. Đây gara rất là lớn. Gara Nghệ An. Mazda Vinh Nghệ An nhé mọi người ơi. Màu long lanh rất là đẹp, hình thức ngoài rất là đẹp. Mazda 3 hôm nay đi bấm biển này, bấm biển xong là có xe đi này. Xe bây giờ là hơn 700, xong tất hồ sơ là tất là lăn bánh luôn là hơn 500. À, có bên kia là một trận này. Là các nhân viên này, là nhân viên bán hàng này. Chào mọi người nhá. Đây là con Mazda 3 phiên bản đặc biệt này. Bây giờ lại đấy là bây giờ là hôm nay là nhận xe. Hôm trước là vào để xem, bây giờ là vào nhận con xe này là để đem về này. Ngồi là thường luôn. Ai mua thì đến Mazda Vinh. Mazda Vinh có đấy có rất là nhiều loại xe, nhiều xe xịn lắm. 6 tỷ, 7 tỷ nhiều, nhưng mà để lấy xe này là vừa nhiễm vừa luôn nhấp cẩm chỗ. Chào cả nhà nhá. À, đây mình hiện tại đang ở Mazda Vinh nhé. À, mình có xe Mazda 3 thì bạn đang tuyển dụng như này. À, hiện tại mình đang dịch vụ toàn mình để rất là siêu